đi. Hồi nãy nó in biểu tượng Overwatch. Ta đẩy xe phụ lắm ơi. Mẹ con này đi đẩy xe cái gì, nó cái móc cũng lộn mà mày giờ cứ đẩy giờ thôi. Một mình đẩy vậy nè. Rồi năm đứa tự ra đứng chặn xe con này. Mày đứng sau lưng nè, mày phải đỡ cho tao bắn chứ. Nhích được xíu là xe nhích được xíu nãy giờ. Đây có thằng tăng nè. Con con nè. Xe nhích được miếng bốn thằng đam có thằng này dâu rồi.
chết hết rồi. Mình đổi với chí như là còn mình tôi. Quy không được. Chính hả? Đâu biết đâu. Đường đưa. Mày ơi, trời, cuối đường đi chết thiệt. Bay giết cái thằng đủ súng rồi. MVP gì thôi. Trời ơi, không cũng được chặn sát thương nhiều nhất. 10.800. Để chết mấy tình huống mình đẩy cái cuối không mà ta có tay ra bên kia đẩy cái cuối để chết. Mạnh mẽ quá. Mới pha cuối để chết bằng sao phơ, nó phanh tay quá trời luôn, quá tăng sao đẩy. Đẩy vô giờ phụng. Pha cuối để đẩy cái mẹ cái cuối luôn, chết bon mới được. Hồi nãy rồi quên quay luôn, xui vô. Here.
đập gì mà nó ăn mình. Tao phát. Sao tôi không như khác như người ta kìa. Đù quá, đù quá. Thôi cho chơi cầm bắn đi. Này đưa hơn cho tao đánh không. Sao? Cho chết. Mày đéo biết ủi, mày đéo biết e luôn. Mà đỡ cho nó đi chậm. Vô vô vô. Thua bây giờ. Vô vô. Tăng không à? Không có người luôn mà đủ á, cũng bật cái khiên lên cho đi chậm. Có cái lũ tay đập lên tay cho tôi vô. Để cái chiêu ship với chiêu e không xài luôn, không hiểu làm gì luôn. Mày dùng cái chiêu đó làm cái gì vậy? Chân khỉ đi còn ít được chút.
nó thoáng được. Quá cho tôi hết máu, vừa đi bơm máu là đồng đội chết hết. Lấy cái khay này xuống, ê bắn vô khay này, rớt xuống. Ồ rớt xuống rồi. Đi ra xa vậy.
đứng coi. Đi trong đó làm con mẹ gì. Đứa bên kia đỡ kìa, cái giữa đó, cái giữa đó. Không cho nó tấn công, chứ đừng để tấn công rồi thủ. Đó, đỡ tắt đi, đủ tơ đỡ cái đó lên rồi. Ta vừa hết thì quăng em. Đó. Ủa con gì nó xả vô lưng tôi vậy? Bổ hào bổ nhảy lầu mà không để mày lụm xác ố đâu. Ôi lụm luôn rồi. Giết liền 4 mạng. Trời má, tên tuyệt vời rồi, đủ má, nếu mà giết được. Clip này cũng tính là highlight của tôi nha. À, tôi thuần phục con này rồi đó. Đẩy lẹ mới đó. Má để xe đi, thua bây giờ. Xuống lẹ, đi lẹ. Ủa, nó khóc, nó chở chưa đạn ngủm luôn. Còn. Ôi, xỉu à. Nó chở chưa đạn, cái 7 thằng chết lúc. Này mình đép hay là mình tấn công vậy? Đó đủ quá, chưa gì được bỏ cuộc. Còn một chặt nữa, một phút rưỡi. Đẩy vô, đẩy vô. Lúc ra không kịp luôn. Mười chết sáu nha, thấy không? Kinh dị không? Để làm cái bên ta kêu. Mẹ nó có mình tao ở bên ti. Anh biết thằng Mỹ anh bay vô. Đẩy vô, đẩy vô, 50 giây, 40 giây kìa. Đứng tặng thôi, đứng tặng thôi. À, hết hết châu rồi.
Tôi biết anh khỉ nó không thể chết. Win. Trời ơi, 16. Có bên đặc kêu không? Không, 7 lần. Trời ơi. 7 lần giết liên tục. Bên kia hả? Nó làm cái gì ạ? À, nhảy vô đặt bom. Ủa chiêu gì ạ? Là chi... nó quăng quyển máy nó ra luôn. Anh Tây là nhảy vô nổ ra, nó biến là con nhỏ. Còn nếu có anh Tây là biến thành bự lại. Bắn hết. Ủa sao không được cái gì vậy? 16 mà. Bên Tây 4 thằng nó chậm luôn mà nếu mà. Tôi thì tôi cứ đập tàn khá vô cái mặt cái thằng nào đó, tôi hành hạ. Đẹp không? Bắn vô là hồi máu đúng không? Để bình thường đó, hồi gọi đâu phải Anna đâu, bắn hồi vô hồi máu. Ngu hả? Không biết chứ không phải là ngu. Giờ đủ mấy đám có tăng xong mở cửa sao ra nổi. Chung với tên bóp nè, đi mình đâu có tác dụng gì đâu. Thế rồi chết nổi tăng để đẩy xe nha. Thí dụ đá dạng màu vàng vậy thì bấm E thì nó bút máu liền đúng không?
đánh nãy giờ mới giết được hai bạn. Quá bắn để có đam. Con đó là bị có đam. Tính đồng đội thì bóp e, cần tấn công thì bóp bít. Đẩy vô. Con này quy là gì ạ? Mày chọn ở tôi đi. Mày chọn ở tôi nè. Giết hai chết một. Đây nè. Không có kia. Giờ mình chọn kiểu... cho còn chửi nữa. Không chết bạn nào. Nè máu hồi như vậy nè. Thì đó tao kêu đứng kế bên là xong nghe. Chỉ cần cầm cái súng màu vàng rồi đi vòng là máu hồi. Còn cái mà cần tấn công á, cần bé xe vô thì bấm nút. Đang cầm súng vàng bấm E thì thôi. Bấm ship thì đổ qua mặt biết xong mà bấm E là tăng tốc độ cứu đại á, hồi máu luôn tôi. Còn thằng già này là gì vậy? Nhỏ này là gì? Khó chơi lắm, chơi mấy con khó không à. Anh à. Không có tăng nè, chơi tăng đi. Tăng là khỉ à. Thủ mà, thủ cho mình. Nhìn tuổi chạy nóc nhà còn mình đi bộ dưới lòng đất bực bội. Họ bất lạ khi thấy rồi. Ngược lại chứ vậy. Ủa sao ạ? Đi ra đép. Nó dùng video đó. Sợ ra
mấy cửa luôn hả? Nó chụp cái lỗ. Đứng che xe đi. Máy nó tự bắn hay sao? Tự bắn. Trời ơi, đi đâu vậy? Chở giáp nè. Ơi. Mây kìa, không thấy mây à? Thấy rồi. Mây nó đóng băng mà khó chịu lắm. Kệ nó đừng dí, đỡ tiếp cho tao. E thôi, lâu e thôi. Má dịnh đi thôi nè, nó khỏi nào đụng tới luôn. Vậy thôi á, chơi game vậy thôi nè. Đồ của phòng à, giúp Giết Giết luôn. Rồi đụ má mất. Nó dụ quá hả, quay lại. Rồi. Nè, quay qua. Trời ơi, bể gương bể khiên thôi, đỡ phát. Nói bể sợ thôi, còn chứ còn nhiều lắm. Khiên mà không có anh. Nè, nó cho giáp nè. Giáp 2000 rồi. Đó. Nào, thank you my friend. Bê. Đài bổ chặn hết. Bây giờ tao mới đập quy này á hả? Nó chuẩn bị tổng tấn công rồi đó, 35 giây. Muốn điều kiện bên kia muốn thắng phải làm sao? Đứng trong cái vòng này 5 giây không có người. Ôi ơi, đơn giản vậy. Là những cái con tay rồi. Gạ luôn đi. Thôi, chạy đó, nó khùng kìa, dí. À. Bị đóng băng luôn rồi, đết. Mà khi nó được, win. Còn hơi cấp bào nào. Thật. Má chặt nhát là một màn. Đu. Má hư cấu. Không chết mạng nào mà. Chết. Ở này chết có mạng. Chết một, đâu phát. Đứng che không. Chết mặt của